Tâm nhất định phải định. Nhất định là thứ gì cũng đều buông xuống. Y giáo tu hành, đấy mới là Phật tử thật sự. Thâm nhập một môn, quân tu lâu dài, chẳng thể học nhiều, cũng chớ nên học tạp. Đồng học cùng nhau học tập, ví như tôi chuyên dụng công nơi Kinh Di Đà, tôi cũng nghe quý vị giảng kinh, nghe những thứ ấy có thể giúp ích cho tôi. Có thể là trong khi tôi học tập hoặc trong khi tôi giảng giải sẽ trích dẫn. Mỗi cá nhân đều có sự tu tập chủ yếu, có thể cùng nhau học tập, nghiên cứu, thảo luận. Ai nấy đều tăng tấn, mỗi ngày niệm Phật. Nếu chú trọng nghiên cứu giáo lý, chẳng thể niệm Phật ít hơn 4 tiếng đồng hồ. Hàng ngày lạy Phật chẳng thể ít hơn 1 tiếng đồng hồ. Lẽ nào chẳng vui sướng? Lẽ nào chẳng thành tựu? Chẳng cần thiết treo chiêu bài Phật học viện chi đó, chẳng cần thiết. Một tinh xá nho nhỏ, một niệm Phật đường bé bé, đồng học chẳng phân biệt tại gia hay xuất gia đều được. 20 người xuất gia có thể ở trong đạo tràng, tại gia thì hy vọng họ đến dự lớp. Khi có lớp thì có thể đến, khi tan học có thể về nhà. Chuyên môn dụng công, đấy là Phật tử thật sự. Chúng ta thấy thuở Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, từ kinh điển chúng ta thường thấy 1255 người. Những vị đồng học ấy đã theo sát Thích Ca Mâu Ni Phật mấy chục năm chẳng rời. Họ thật sự học đến nơi đến chúng, học giống như Thích Ca Mâu Ni Phật. Ba y một bát, ăn một bữa giữa trưa, nghỉ dưới cội cây, chẳng cần người khác chăm sóc. Đó là tăng đoàn thuở ban đầu. Vào đầu thời dân quốc, lão cư sĩ Giang Dị Nông, vị này là một vị đại đức tại gia rất có thành tựu, suốt đời chuyên đổ công dốc sức nơi Kinh Kim Cang. Đối với bộ kinh ấy, cụ đã bỏ ra thời gian hơn 20 năm viết ra bộ Kinh Kim Cang Giảng Nghĩa, hiện thời là tác phẩm chú giải Kinh Kim Cang có uy tín nhất. Còn có một vị là cư sĩ Châu Chỉ Am, cũng giống như thế. Trong một đời, cụ dùng thời gian hơn 20 năm chuyên dốc sức nơi Tâm Kinh, Bát Nhã Tâm Kinh 260 chữ. Những chú giải Tâm Kinh của các bậc đại đức xuất gia lẫn tại gia từ xưa tới nay, cụ đều đọc qua, viết thành bộ Tâm Kinh Thuyên Chú, chính là bản tập hợp hoàn thiện những tác phẩm chú giải Tâm Kinh xưa nay, biến thành tác phẩm có thẩm quyền nhất. Đấy là khuôn mẫu thành tựu do thâm nhập một môn quân tu lâu dài. Nếu chúng ta muốn chính mình thành tựu, quý vị hãy dùng phương pháp này.
Nếu quý vị tham nhiều, tham tạp, trong tâm còn có vọng niệm, sẽ chẳng thể thành công. Người thành công chắc chắn sẽ buông xuống vạn duyên, tâm địa thanh tịnh, thanh tịnh sẽ tương ứng, tạp loạn thì chẳng tương ứng. Vì tiếng tâm lợi dưỡng của chính mình thì sẽ không tương ứng. Vì tiếp nối huệ mạng của Phật, vì phổ độ chúng sanh sẽ tương ứng. Hệ tương ứng bèn được tam bảo gia trì. Vì thế thời chẳng phân biệt xưa nay, địa chẳng phân biệt trong ngoài nước. Chỉ cần có tâm, chẳng có ai không thể thành tựu. Ngạn ngữ Trung Hoa có câu: thiên hạ vô nan sự, chỉ phạ hữu tâm nhân. Thật sự phát tâm mong làm, từ đầu đến cuối chẳng thay đổi, chẳng có một ai không thành công. Ngay cả thành Phật làm tổ mà còn đều thực hiện được. Những chuyện khác trong thế gian chỉ là lông gà vỏ tỏi, là những việc nhỏ nhặt, há có chuyện gì chẳng làm được. Chuyển phàm thành thánh, phá mê khai ngộ, đấy là đại sự bậc nhất. Kinh Pháp Hoa nói: Đức Phật vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trong cõi đời. Đức Thế Tôn là như thế đó. Nếu chúng ta phát tâm học đòi Đức Thế Tôn thì cũng phải như vậy. Vì sao chẳng phát tâm? Vì sao không thật sự làm? Vì sao chẳng làm đệ tử Phật thật sự? Hữu danh vô thực sẽ chẳng thể thành tựu. Tuy gieo thiện căn trong Phật môn, nhưng quý vị nhất định phải tiêu trừ nghiệp chướng của chính mình. Nghiệp chướng tiêu trừ từ chỗ nào? Do nghiệp chướng sẽ phải chịu rất nhiều khổ báo. Chớ nên không biết điều này. Vì thế quý vị học chẳng đúng lý, chẳng đúng pháp, sẽ tạo nghiệp gì? Phá hoại hình tượng Phật Pháp, khiến cho đại chúng trong xã hội nảy sanh hiểu lầm. Học Phật là như vậy thì chẳng cần học Phật. Thứ đó là mê tín, chẳng có ích gì cho xã hội, tạo thành nỗi hiểu lầm ấy. Do nỗi hiểu lầm ấy sẽ là tội rất nặng, sẽ mắc quả báo. Há có thể nói chẳng tạo nghiệp nhân sẽ chẳng có quả báo ư? Chẳng có lẽ ấy. Nghiệp nhân nhất định có quả báo. Vì thế chẳng thể không biết điều này. Do đó người xuất gia là như thế, kẻ tại gia cũng chẳng phải là ngoại lệ. Hàng tại gia phải nêu gương tốt cho xã hội. Tôi kính khuyên mọi người, chúng ta nhất định phải thực hiện thập thiện nghiệp, phải thực hiện tam quy ngũ giới, phải thực hiện đệ tử quy, vẫn phải làm từ đệ tử quy. Sau đấy thì tam quy ngũ giới, thập thiện nghiệp sẽ chẳng khó. Nếu chẳng làm được đệ tử quy, ba thứ sau sẽ rất khó. Vì thế chúng ta thấy các đồng học tại gia chẳng làm được thập thiện nghiệp, chẳng làm được tam quy ngũ giới, đấy chẳng phải là đệ tử Phật thật sự. Hàng xuất gia chẳng làm được sa di luật nghi, sẽ chẳng phải là đệ tử xuất gia thật sự. Vì sao chẳng làm được? Chẳng có cơ sở đệ tử quy, đấy cũng là thiếu khuyết sự huấn luyện cơ bản.
chúng ta đã hiểu rõ, hiểu rành rẽ. Đó gọi là mất dê mới lo sửa chuồng, vẫn chưa muộn, vẫn còn kịp. Thật sự có tâm dũng mãnh tinh tấn, có thể viên mãn môn học đệ tử quy này trong 3 tháng, có thể thực hiện được. Căn tánh chậm lục, tập khí phiền não nặng nề, tốn thời gian 1 năm cũng có thể thực hiện. Đã có cơ sở này, quý vị lại nghiêm túc nỗ lực học thập thiện nghiệp, hy vọng cũng có thể dùng thời gian 3 tháng hoặc nửa năm để thực hiện thập thiện nghiệp. Quý vị là Phật tử thật sự. Sau đây bất luận quý vị tu pháp môn nào, bất luận quý vị học bộ kinh điển nào, thâm nhập một môn, quân tu lâu dài, 10 năm, 20 năm, quý vị sẽ là đại đức, tức là bậc đại đức trong Phật môn. Bất luận tại gia hay xuất gia đều là đại đức. Tại gia thì như cụ Hạ Liên Cư, như cụ Mai Quang Hy, như cụ Giang Dị Nông, thành tựu như thế đó. Xuất gia thì sẽ là tổ sư. Thật sự tự độ độ tha, tiếp nối huệ mạng Phật, hoằng pháp lợi sanh, là Phật tử thật sự. Namo A-si-đà-phật.
Yeah.